Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của KDC. Sau khi luyện hóa Cửu Huyền Kim Lôi, Tiêu Viêm đã thành công chế tạo ra Lôi Kiếp Đan, từ đó một bước trở thành đấu thánh thất tinh. Sự nhảy vọt này không chỉ giúp sức mạnh của anh có bước tiến vượt bậc mà còn giúp anh sở hữu sức mạnh tương đương với đỉnh cao của đấu thánh bát tinh. Điều này có nghĩa là Tiêu Viêm hiện tại đã có thể độc chiến với hai vị đấu thánh bát tinh, thậm chí có khả năng giết chết một người và làm trọng thương người còn lại. Linh hồn đế cảnh của Tiêu Viêm là một phần quan trọng trong sức mạnh chiến đấu của anh. Chỉ cần một linh hồn đế cảnh, anh đã đủ để đối đầu với Hồn Thiên Nguyên, một đấu thánh bát tinh sơ kỳ, thậm chí có thể cướp lấy tử vong chi môn từ tay đối thủ. Điều này đã được minh chứng rõ ràng trong nguyên tác, chứng tỏ sức mạnh linh hồn của Tiêu Viêm mạnh mẽ đến mức nào. Đối mặt với hai vị đấu thánh bát tinh của hồn tộc, Hồn Thiên Nguyên và Hồn Sinh Thiên, Tiêu Viêm không chỉ dựa vào sức mạnh của mình mà còn cần đến trí tuệ của chiến lược. Bằng cách kích hoạt tử vong chi môn và thêm vào đó 10 đóa hủy diệt hỏa liên, Tiêu Viêm đã thành công đánh bại Hồn Thiên Nguyên và làm trọng thương Hồn Sinh Thiên. Trận chiến này không chỉ thể hiện sức mạnh của anh mà còn cho thấy sự thông minh và chiến lược trong chiến đấu. Sau khi Tiêu Viêm dễ dàng giết chết Hồn Diệt Sinh, điện chủ của Hồn Điện, một đối thủ không đáng bận tâm với sức mạnh hiện tại của mình. Sau khi tiêu diệt Hồn Diệt Sinh, Tiêu Viêm đã hướng sự chú ý đến trận chiến hỗn loạn ở trên bầu trời. Thực lực mạnh mẽ của hồn tộc làm anh lo ngại. Dù liên quân của bốn tộc là Cổ, Lôi, Viêm và Thiên Phủ cũng chỉ là duy trì được thế giằng co. Nhận thấy sự nguy hiểm từ một số cường giả trong hồn tộc, Tiêu Viêm đã quyết định tấn công Hồn Phong, một cường giả trẻ tuổi kiệt xuất của hồn tộc. Hồn Phong đang chiến đấu và giết chóc thì bị Tiêu Viêm xuất hiện và gây áp lực. Trước lời cảnh báo của một trưởng lão, Hồn Phong cùng với đồng đội phải rút lui trước sức mạnh đáng sợ của Tiêu Viêm. Hồn Phong hiểu rằng đối đầu với Tiêu Viêm lúc này chỉ là nguy hiểm nên đã quyết định rút lui cùng với bốn vị trưởng lão bảo vệ. Hồn Phong hiểu rõ rằng đối đầu với Tiêu Viêm lúc này là nguy hiểm nên quyết định rút lui cùng với bốn vị trưởng lão bảo vệ. Tiêu Viêm không để họ thoát, tấn công bằng hỏa liên mạnh mẽ, tiêu diệt bốn vị trưởng lão. Hồn Phong hoảng loạn và cố gắng tăng tốc độ để thoát thân, thế nhưng bị Tiêu Viêm chặn lại và tấn công. Trong lúc tuyệt vọng, Hồn Phong cầu cứu tổ tiên và ngay lập tức thì một cường giả già nua xuất hiện từ mây đen ở trên bầu trời với khí tức đáng sợ, không kém gì Hắc Yên Vương Cổ Liệt của cổ tộc, là một bát tình đấu thánh. Khi mà cảm nhận được khí tức hung hãn từ cường giả mới xuất hiện, Tiêu Viêm lo lắng vì hồn tộc vẫn còn những cường giả ẩn giấu mạnh mẽ như vậy. Lão giả xưng là Hồn Nguyên Thiên xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm với yêu cầu thả Hồn Phong. Ngữ khí ban đầu tỏ ra hiền lành, thế nhưng trở nên âm trầm khi mà nhắc đến Tiêu Huyền. Tiêu Viêm cảnh giác và từ chối, siết chặt Hồn Phong hơn. Hồn Thiên Nguyên thất vọng liền bộc phát ra hắc khí và tấn công Tiêu Viêm, tỏ ra quyết liệt khi mà không đạt được mục đích. Tiêu Viêm đối mặt với Hồn Thiên Nguyên, người xuất hiện với yêu cầu thả Hồn Phong, Tiêu Viêm từ chối và siết cổ Hồn Phong khiến hắn phải tự bạo. Tiêu Viêm bảo vệ bản thân khỏi vụ nổ bằng lực lượng linh hồn mạnh mẽ của mình. Hồn Thiên Nguyên tức giận và đe dọa Tiêu Viêm tấn công, thế nhưng bị Tiêu Viêm chống đỡ. Hồn Thiên Nguyên dùng lực lượng linh hồn tạo ra một tấm võng vô hình, thế nhưng Tiêu Viêm dễ dàng phá hủy nó và tung ra một hỏa liên hủy diệt. Hồn Thiên Nguyên lúc này phản ứng bằng cách tạo ra một đại môn hắc ám để chống đỡ đòn tấn công của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm và Hồn Thiên Nguyên đối đầu khi mà Tiêu Viêm tung ra hủy diệt hỏa liên, thế nhưng mà Hồn Thiên Nguyên đã sử dụng Tử Tịch Chi Môn để thôn phệ đòn tấn công này. Tiêu Viêm kinh ngạc trước sức mạnh của Tử Tịch Chi Môn, một tuyệt kỹ có thể hấp thu mọi vật, thế nhưng không sợ hãi, Hồn Thiên Nguyên tấn công và hút Tiêu Viêm vào Tử Tịch Chi Môn. Tuy nhiên trong không gian tử khí ở bên trong Tử Tịch Chi Môn, Tiêu Viêm nhanh chóng kiểm soát tình hình bằng hỏa diễm và sức mạnh linh hồn đế cảnh của mình. Anh phát hiện và tiêu diệt linh hồn ấn ký của Hồn Thiên Nguyên, chiếm quyền kiểm soát Tử Tịch Chi Môn. Khi mà Hồn Thiên Nguyên nhận ra sự mất kiểm soát, Tiêu Viêm đã ngồi ở trên Tử Tịch Chi Môn và tuyên bố chiến thắng, khiến Hồn Thiên Nguyên tức giận đến mức phát điên. Tiêu Viêm ngồi ở trên Tử Tịch Chi Môn chế giễu Hồn Thiên Nguyên, kẻ đang tức giận đỏ mặt. Hồn Thiên Nguyên lúc này định dùng tử khí ở trong Tử Tịch Chi Môn để làm Tiêu Viêm suy yếu, thế nhưng Tiêu Viêm đã chống lại bằng Tịnh Liên Yếu Hỏa và tìm ra linh hồn thạch, điểm yếu của Tử Tịch Chi Môn. Với sức mạnh linh hồn đế cảnh, Tiêu Viêm dễ dàng xóa ấn ký và chiếm quyền kiểm soát Tử Tịch Chi Môn. Hồn Thiên Nguyên tức giận tấn công, thế nhưng bị Tiêu Viêm thi triển Hoàng Tuyền Thiên Nộ đánh bại. Linh hồn của Hồn Thiên Nguyên và nhiều cường giả hồn tộc bị thương nặng, làm chiến trường trở nên hỗn loạn. Trong khi đó ở nơi khác, Lôi Danh và Viêm Tấn đang chiến đấu với Hư Vô Thuần Viêm, thế nhưng không thể nào chiếm thượng phong. Nhận ra sức mạnh kinh khủng của hồn tộc, Lôi Danh và Viêm Tấn nhìn quanh, thấy nhiều cường giả của Lôi tộc hy sinh, lòng đau xót, thế nhưng không thể làm gì cả. Vi và đối đầu với hồn tộc để ngăn họ trở thành đấu đế. Trong lúc họ định tấn công Hư Vô Thuần Viêm, Cổ Nguyên đã báo có biến, khiến cả hai hoảng sợ. Bầu trời xuất hiện tiếng ong ong quỷ dị, mây đen cuồn cuộn và ba quan tài đen xuất hiện. Ở bên trong là ba cường giả hồn tộc đã chết từ lâu thế nhưng được hồi sinh. Ba cường giả này mạnh hơn Hồn Thiên Nguyên, làm liên quân liên minh lo sợ. Tiêu Viêm nhận ra họ là hỏa tử nhân sắc sống cao cấp do hồn tộc hồi sinh để chiến đấu. Ba cường giả này tạo ra ba cánh cửa tử vong khổng lồ, bao vây liên quân trong đại trận tử vong. Hồn Thiên Nguyên được gọi trở lại để hoàn thành đại trận, thế nhưng thông báo rằng Tiêu Viêm đã cướp mất Tử Tịch Môn, khiến cho tình hình càng thêm rối ren. Ba lão giả gầy gò nghe Hồn Thiên Nguyên nói Tử Tịch Môn đã bị cướp liền nổi giận. Hồn Thiên Nguyên cũng giận dữ vì sơ
sẩy của mình, khiến đại trận tử vong bị phá hoại. Hôn Thiên Nguyên đổ lỗi cho Tiêu Viêm vì linh hồn của hắn đạt đến đế cảnh và có thể xóa bỏ ấn ký linh hồn ở trong Tử Tịch Môn. Một lão giả gầy gò khác cảnh báo rằng nếu không hành động, sinh cơ của họ sẽ cạn kiệt, nên họ quyết định thi triển ra đại trận để trọng thương liên quân, hy vọng hồn tông sẽ khai mở được động phủ đà xá cổ đế và tiến vào cấp độ đấu đế. Hôn Thiên Nguyên nhận lệnh trở lại vị trí, kích hoạt đại trận bao trùm toàn bộ khu vực ở trong khí tử vong. Tiêu Viêm bị đe dọa sẽ phải chịu đau khổ nếu bị bắt. Binh sĩ liên quân tập trung cảm nhận khí tức tử vong xâm nhập vào cơ thể, không thể ngăn cản. Lôi Danh và Viêm Tẫn lo lắng về đại trận tử vong và sự nguy hiểm cho các cường giả yếu hơn. Hắc Yên Vương cổ liệt của cổ tộc đề nghị nhanh chóng xông ra, thế nhưng Viêm Tẫn nhận ra rằng không gian tử vong ngăn cản linh hồn dò xét, nếu chạy lung tung sẽ tiêu hao lực lượng. Cổ Đao và Hỏa Linh Tiên Tử cũng đã bày tỏ lo ngại về tình thế nguy hiểm hiện tại và sự cản trở của Hồn Thiên Đế đối với tộc trưởng Cổ Nguyên. Cục diện trở nên bế tắc và đầy nguy hiểm cho liên quân. Lúc mà liên quân đang bối rối giữa màn khí tử vong thì bất ngờ bị tấn công bởi những đám mây đen chứa đầy khí tử vong, khiến nhiều binh sĩ tử vong ngay lập tức. Trong lúc tình thế nguy cấp, một cánh cửa đen khổng lồ xuất hiện cùng với giọng nói của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thông báo đã cướp được một Tử Tịch Môn, làm suy yếu đại trận cổ địch và hướng dẫn liên quân thoát khỏi tử vong giới. Trong khi liên quân lao ra, Tiêu Viêm cùng với Tiểu Y đã chặn đứng đòn tấn công từ hồn tộc, phá hủy màn chắn không gian và xả thoát liên quân khỏi khí tử vong. Khi mà khí tử vong tiêu tan, liên quân thở phào nhẹ nhõm và nhận thấy dãy Táng Thiên Đá mất đi sinh khí. Cương gia hồn tộc giận dữ vì tuyệt sát đại trận không gây tổn hại nhiều cho đối phương. Hư Vô Thôn Viêm dị hỏa xếp thứ hai lúc này cũng đã nổi giận về Hỗn Thiên Nguyên vì để Tiêu Viêm cướp mất Tử Tịch Môn, làm đại trận không hoàn thiện. Hư Vô Thôn Viêm tấn công Hỗn Thiên Nguyên, thế nhưng được khuyên nên rút lui. Hỗn Thiên Đế ra lệnh rút quân, Hư Vô Thôn Viêm tạo ra hắc động để thoát thân. Tiêu Viêm vào liên quân tấn công, thế nhưng Hư Vô Thôn Viêm dùng hắc viêm chống trả. Cuối cùng thì Tiêu Viêm tung đòn mạnh gây tổn hại nặng nề cho hồn tộc. Hắc động dung chuyển mạnh khi mà bị công kích, thế nhưng vẫn không tan vỡ. Tiêu Viêm hô hào liên quân tấn công dữ dội, khiến Hư Vô Thôn Viêm khó lòng chịu đựng. Bất ngờ thì Hồn Thiên Đế xuất hiện, xé rách không gian để nuốt toàn bộ đòn tấn công. Cổ Nguyên cũng hiện ra và Hồn Thiên Đế giận dữ vì kế hoạch bị phá hỏng. Lão đe dọa sẽ trở lại khi mà trở thành đấu đế để tiêu diệt liên quân. Sau đó thì lão cùng với hồn tộc rút lui qua hắc động. Tiêu Viêm tức giận nhìn hắc động biến mất, nhận ra sức mạnh của Hồn Thiên Đế quá đáng sợ. Liên quân không thể nào giữ chân hồn tộc, dù đã liên thủ với các đại tộc. Viêm Tẫn và Cổ Nguyên nhận thấy sức mạnh của hồn tộc vượt xa dự đoán, và Hồn Thiên Đế đang nắm giữ Ngọc Đà Xá Cổ Đế. Để đối phó, Cổ Nguyên quyết định là giám sát hành động của hồn tộc và ngăn chặn họ tìm đến động phủ Đà Xá Cổ Đế. Tiêu Viêm thì đề xuất tạm thời ở lại Liên Minh Thiên Phủ để giám sát hồn tộc và thanh trừ hồn điện tại Trung Châu. Cuối cùng, Dược Lão chuyển giao chức minh chủ liên minh cho Tiêu Viêm, và Tiêu Viêm cùng với Thải Lân Huân Nhi chuẩn bị cho một nhiệm vụ quan trọng. Mặc dù Tiêu Viêm ở cấp bậc đầu thành thất tinh đã rất là mạnh, anh vẫn phải đối mặt với thách thức từ hồn tộc. Hồn tộc không chỉ có Hồn Thiên Đế, Hư Vô Thôn Viêm, Tứ Ma Thánh mà còn có 4 trưởng lão đã được hồi sinh, tất cả đều là đầu thành bát tinh. Sức mạnh của những đối thủ này khiến con đường chiến đấu của Tiêu Viêm đầy rẫy những điều chưa biết và nguy hiểm. Và là nội dung của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó ra sao? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng, theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.